người phụ nữ hoảng hồn khi xe tải nổ lốp như bom. Cuộc đời bỗng đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Hôm nay thời tiết Hà Nội đẹp quá nhỉ, đi đâu cho xứng đáng hết ngày bây giờ. Úi, cái gì vậy sợ thế? Nổ lốp xe anh em ạ, sợ quá đi mất. Một đoạn video đăng tải trên mạng xã hội ghi lại cảnh tượng khá hy hữu khi chiếc xe tải đang vào cua bất ngờ nổ lốp khiến nhiều người giật mình. Vụ việc xảy ra trên phố Hà Nội vào khoảng 14 giờ ngày 6 tháng 4 năm 2021. Theo hình ảnh trích xuất từ camera hành trình gắn trên ô tô di chuyển phía sau, thời điểm nói trên, chiếc xe tải đang di chuyển trên đường. Khi đến giữa giao lộ có cầu vượt, tài xế đánh lái cho xe tải rẽ trái vào lối đi dưới chân cầu. Do trọng tải dồn qua một bên, bánh xe phía sau chiếc xe tải này bất ngờ phát nổ. Sau tiếng nổ bùng như bom, xe tải nghiêng nhẹ qua một bên, xung quanh xe khói bụi mù mịt. Vụ nổ lốp bất ngờ khiến nhiều người đi đường một phen thảng thốt. Đáng nói, một người phụ nữ điều khiển xe máy phía sau xe tải do quá hốt hoảng đã mất bình tĩnh, tay lái lao đảo và ngã xuống đường. Tuy nhiên may mắn vụ nổ lốp không khiến ai bị thương vong. Đoạn video sau đó được đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng, đa phần tỏ ra sợ hãi trước tình huống nổ lốp ngay trên phố của xe tải. Tài khoản David Nguyễn bày tỏ: xe quá tải vào cua, lực dồn vào bánh ghê quá. Facebook mạnh chân bình luận: may mà đoạn cua đi chậm, chứ đi nhanh mà nổ lốp thì mất lái không biết như thế nào. Sự việc là một lời nhắc nhở cho các tài xế cần thường xuyên kiểm tra tình trạng lốp xe. Bên cạnh đó, các phương tiện nhỏ khi tham gia giao thông cũng nên hạn chế di chuyển gần xe tải hoặc các xe lớn, tránh nguy cơ nổ lốp hoặc những nguy hiểm rình rập bất cứ lúc nào.